kem chống nắng nang pha là dòng sản phẩm luôn được các chị em tin dùng và sử dụng sản phẩm không chỉ giúp bảo vệ làn da trước những tia uv gây hại mà còn giúp nâng tông trắng sáng hiệu quả đồng thời bổ sung thêm dưỡng chất giúp dưỡng ẩm sâu sản phẩm kem chống nắng nang pha giá bao nhiêu là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ giới thiệu rõ hơn về mức giá của dòng sản phẩm này nhé bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Thời điểm chỉ số tia UV đạt đỉnh gây hại lớn nhất đến làn da trong ngày là, từ 10 đến 14 giờ. Để hạn chế tác động của tia UV đối với da, cách tốt nhất là bôi kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà. Nên bôi kem chống nắng trung bình 3 lần trên ngày, mỗi lần cách nhau 2 đến 3 giờ, trước khi ra nắng 20 phút. Ngoài ra, nên lưu ý đến chỉ số chống nắng phù hợp với làn da. Khi ra ngoài trời, tiếp xúc ánh nắng cường độ cao, nên chọn chỉ số SPF cao. Chẳng hạn, khi đi biển vào những ngày nắng nóng gay gắt, nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 50+ chỉ số chống nắng càng cao thì thời gian ra được bảo vệ càng lâu. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả khi mua sản phẩm kem chống nắng năng pha. Sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho kem chống nắng nang pha có nhiều mức giá khác nhau. Hiện nay, trên thị trường kem chống nắng nang pha có giá khoảng 100.000, 120.000 đồng. Đây cũng là mức giá chung nhất trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng. Bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng kem giả kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho da. Bôi lên da mặt không làm cho da đẹp lên, mà chị em đã sử dụng một lượng hóa chất không tên tuổi lên người nữa. Vì vậy chị em nên mua đúng hàng chính hãng mà sử dụng nhé. Kem chống nắng nang pha hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng nang pha hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.